Hi, xin chào các bạn đã đến với lớp học thú cưng của Nu U nha. Hôm nay Nu U sẽ hướng dẫn cho các bạn tên của các loài rùa đang có tại U Pet Shop nha các bạn. Các bạn hãy cùng tham gia lớp học ngày hôm nay nhé. Và một bé rùa đầu tiên xin được giới thiệu đó chính là rùa mũi lợn nha các bạn. Đây. Rùa mũi lợn là một loài rùa nước sâu. Nó nuôi phun nước. Cái hồ chúng ta đang xem là hồ cao khoảng 50 nha các bạn, mực nước là 40 đó. Đấy, hai gang tay. Bề ngang của nó là 60. Rùa này vẫn bơi khỏe với mực nước sâu. Ăn đồ ăn khô, cám chìm, cám nổi đều ăn được. Có một loại hũ đồ ăn riêng cho rùa mũi lợn các bạn. Có thể nuôi chung với các loại cá nhỏ hoặc là cá nào mà là bơi nhanh. Thì rùa mũi lợn nó bơi hơi chậm, khả năng săn cá của nó rất là kém, giống như mình bỏ hai bé cá chép cho mồi vô trong hồ đó mà để hoài nó đâu có ăn được đâu. Hai bé đó giống như là cá nó dọn bể đó, ăn ba đoạn dư cho rùa mũi lợn thôi. Ngoài ra thì rùa mũi lợn cũng có thể ăn trái cây nha các bạn, táo, lê, mít gì đó cắn bỏ vô là vẫn ăn được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua đến rùa khác nhé. Tiếp theo là trước mặt chúng ta là một chú rùa ali xe khủng nha các bạn. Đấy, xe này to hơn bàn tay của nó bộ luôn. Mai của nó chắc cũng tầm khoảng 20 hay 22 cm nha. Rất là khủng. Bé này thì đã nuôi được khá là lâu. Điểm đặc biệt của Ali nó sẽ có một cái lưỡi. Đây, lúc nào nó cũng há miệng, lưỡi nó như cơn trùng chỉ á, để dụ cá mồi lại. Và khi con cá bơi lại thì nó chỉ cần đớp cái bụp. Đấy, rất là một cái bẫy rất là tinh vi nha các bạn. Đấy, chú cá tre này thì sống đây lâu quá nên nó đã quen rồi, cũng còn mấy bé nữa. Tụi nó chưa đói, chứ khi đói là nhìn nó vẫn bị lừa thôi. Đấy. Ngoài ra chúng ta cũng có một chú rùa ali size nhỏ hơn. Size này thì tầm khoảng 15-16 cm nha các bạn. Rùa ali thì lúc nào nhìn nó cũng hầm hố hơn rùa common. Đấy. Mà nhắc tới rùa common thì cũng có đây, một bé say khủng luôn. Rùa common thì trong hồ nó chẳng bao giờ có đoạn thừa cả, bây giờ bỏ bao nhiêu cá thì nó cũng đớp bụp bụp bụp. Đây, săn mồi rất là kinh khủng, chúng ta để ngón tay thôi nè và chúng ta dỗ dỗ bên này, đó là nó đã đi săn mồi rồi. Rất là ghê nha coi. Đấy. Rồi mâm mai hình dạng nó thì cũng hao hao giống rùa ali, mà cái độ gồ với độ ngầu thì không bằng, nhưng cái độ hung dữ thì hơn chắc nha các bạn. Nay mặt rất là hung. Ta cũng có một bé common size nhỏ hơn bên này, các bạn có thể thấy. Này, size này khoảng 14-15 cm nha, khá là cũng vừa có bàn tay. Ngoài ra thì khi của common nhỏ thì sẽ có size này nữa, tầm 7 cm. Đấy, các bạn có thể thấy. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với một bé rùa lá nha các bạn. Đấy, rùa Mata. Đây, cơ chế ăn của rùa lá Mata thì nó khá là thú vị, ở chỗ là nó sẽ không có cắn con mồi mà nó sẽ mở cái miệng của nó hút cá thẳng vô trong. Đấy, rất là hay. Nó thì cứ lượn lờ, nó rất là bích bơi và lượn lờ y chang như một chiếc lá, chiếc lá mùa thu ở ngoài đập lầy nha. Các bạn sẽ thấy. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái hồ rùa nữa, cũng khá là thú vị, kỳ quái. Bây giờ nói các chú rùa lạ lùng thì đây cũng là một chú rùa rất là lạ nha. Rùa cố gắng, với cái cổ vô cùng dài, các bạn có thể thấy. Tất nhiên là rùa này thì không thể rút cái đầu vô trong mai được rồi, nó chỉ có thể vòng cục này nọ thôi. Cái khả năng săn mồi rất là chiến đấu nha, không thể thoát được con mồi thoát được với cái cổ này. Nó phóng một cái là nó bắt được liền. Cái điểm lợi thế của rùa cố gắng thì cũng vẫn là một ưu điểm cho cái cổ luôn. Khi mà đánh nhau với các rùa khác hoặc là cá hoặc là các động vật khác thì cái điểm yếu của nó là cái cổ, nếu nó không kịp rút về nó sẽ bị cắn ngay cổ. Nên thấy rùa cố gắng cũng là một loại rùa phun nước nha, nên chúng ta có thể nuôi nước sâu thoải mái. Đấy. Và tiếp đến chúng ta sẽ đến với rùa tai đỏ nha các bạn.
Ở đây cũng có một bé ngồi tay đỏ size khoảng 14, 15 gì đó. Khá là to. Ngồi tay đỏ thì cũng rất là ham ăn, rất là khỏe, dễ nuôi nha. Đấy. Nhiều người thì một số tài liệu sẽ nói là ngồi tay đỏ mang mầm bệnh. Tất nhiên là không phải nha các bạn. Thì do ngồi tay đỏ quá dễ nuôi. Đấy, các bạn thấy size nhỏ nó cũng có nha. Thì khi mà nó ra ngoài môi trường tự nhiên, nó sẽ được thả và nó mang theo mầm bệnh trên người nó thôi, chứ bản thân của người ta đỏ thì không hề có bệnh nha. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với ba chú rùa sâu nước sâu. Đây là rùa sâu đêm nha. Đấy, đây là mắt mắt và một bé common mớt xe to, một bé mớt phương đông. Ba chú rùa này thì có thể nuôi được nước sâu rất là tốt. Em thấy mực nước, tại sao nước sâu thì cái mai của các bé khoảng tầm 8, 10 đến 12 cm thôi, nhưng mực nước của nó cả gần cả 15 cm. Đó là một, có thể nói là mực nước đã sâu so với các rùa này, hoặc có thể tăng mực nước lên. Và chúng ta sẽ phải mang tiếp xếp mấy viên đá để mà khi mà rùa nghỉ thì nó leo lên nó nằm nghỉ. Đấy, rất là đẹp nha, rùa sâu đẹp mất phương đông và rùa common mất. Cho nên chúng ta lại đến một bé rùa cộng đồng nữa. Sẽ thêm là có rùa đá Nhật nè, rùa bùn Tây Phi nè, rùa mũ bảo hiểm nè, rùa bán đồ. Trong góc xa xa thì là rùa công nha các bạn. Chúng ta có thể xài mực lọc lên luôn. Nói chung là anh em họ hàng của nó thì có rùa mũ bảo hiểm và rùa bùn Tây Phi, các bạn nhìn thấy không, rất là hao hao giống nhau nha. Rồi rùa công với rùa tay đỏ, cái mặt của nó kìa cũng hao hao nhau, mà khác cái mai. Khi là rùa bán đồ nha các bạn, rùa đá Nhật. Đấy, mà thế này rất là ok. Tiếp đến trên này thì chúng ta sẽ có rùa bụng vàng, rùa vẽ đông, rùa vẽ tây. Các bạn thấy là sẽ phân biệt luôn là như thế nào là rùa vẽ đông nha. Nhiều bạn thì thấy rất là lộn giữa vẽ đông và vẽ tây. Cái mai cũng hao giống nhau nha, những cái bụng hoàn toàn. Đây, đây là bụng của vẽ đông. Còn bụng của bé tây sẽ khác. Đấy, bụng cam ở bên trong. Rồi rùa bụng vàng nữa. Nhìn cũng rất là hao hao giống rùa tay đỏ, nhưng tất nhiên là khác nha. Cái mai sẽ sắc nét chi tiết hơn. Rồi cái cổ của nó sẽ là cổ, không có cái tay đỏ hai bên nữa. Bụng thì tất nhiên là bụng vàng rồi, đương nhiên cái bụng có màu vàng rồi. Đấy, tại chạy rùa này chúng ta sẽ xem thêm các rùa như rùa bụng đỏ và rùa bụng vàng. Ở đây, đây bụng này hơi đỏ đỏ nè, West Florida nè, rồi rùa bụng vàng nè. Đặc điểm hai cái mai này cũng khao hao giống nhau mà cũng có khác nhau nha. Bạn hãy nhìn kỹ. Đấy, rồi chúng ta sẽ có rùa cổ sọc. Đây, có thể cho bạn xem. Đây, tiếc là ở thời điểm này thì rùa đá đã hết. Rùa đá cũng hao hao giống với rùa cổ sọc luôn. Đây, chúng ta đến với rùa công nha các bạn. Thật sự là rùa công, cái mai của nó rất là điểm xuyết, hoa văn như rùa công vậy nha các bạn. Đây, bây giờ là chúng ta đến với các cái rùa mà là size cũng tương đối là to to. Bây giờ mình sẽ đến một cái hồ rùa size mini rất là thú vị nha các bạn, đợi mình xíu. Đây, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một hồ rùa mini. Vào buổi tối thì trời lạnh thì chúng ta phải sửa đèn nha.
các bé gù mini thì luôn được chăm sóc rất là tốt nên đã được để vào một khu vực là luôn sửa đèn cho nó ấm. Bé đầu tiên là bé gù bụng hồng nha các bạn. Đấy, tại sao bụng hồng? Vì bụng nó màu hồng, đơn giản là vậy. Nó cũng thuộc dạng gù cổ dài giống như gù gắn nè, nó không được hút đầu vô được mà nó chỉ cụp bên hông. Đây là một bé baby. Baby thì size của nó tầm khoảng 2 tới 3 cm thôi các bạn. Đấy. Tiếp đến chúng ta đến với một cụ vàng cũng size tầm khoảng 4 cm là lớn nhất ở đây. Đấy. Ở đây chúng ta có một bé gù common mớt nữa nha các bạn. Khá là giống lưỡi dao nhưng mà giá nó sẽ rẻ hơn xíu chứ nó vẫn cao hơn các gù khác nha. Bên kia nãy có quay một cái gù bự á, là gù common mớt luôn á, size to. Ta sẽ đến với một chú gù cũng to to nữa là gù ninja. Đấy, ninja gù ở đây. Mình thấy rất là hấp dẫn nha. Rồi một bé nhỏ xinh xinh nữa của sao đêm. Đấy. Hồi nãy cũng có một bé to bên kia thì bên này có một bé baby. Rồi chúng ta đến với một gùa cũng đen đen, hao hao giống gùa bùm hồng nhưng nó là gùa vẽ đông nha các bạn. Gùa là vẽ đông size baby. Đấy. Rất là đẹp, lanh và nhoi nha. Chúng ta sẽ đến với hai loại gùa mà hao hao giống nhau, giống cái gù bụng vàng luôn. Đây là gù công baby nha. Lúc mà baby thì nhìn rất là mê luôn, viền luôn, quá xinh đẹp. Hoa văn của gù công rất là bắt mắt. Rồi một bé gù hao hao giống nữa, đó là bé gù River Cotter. Wow, nhưng mà baby thì cái mày của nó rất là sắc nét đẹp các bạn, nhìn viền luôn. Đấy. Ủa, baby thì chúng ta nên nuôi nước thấp và buổi tối sợ thì nên đánh đèn như vậy sưởi ấm cho các bé. Vâng, và nãy giờ thì anh Ú đã hướng dẫn cho các bạn tên của các loại gù tại shop. Bây giờ chúng ta sẽ không hướng đến cái việc mà đo mai của các shop mà chỉ là kể tên thôi, kể tên và phân biệt các loại gù ở đây nha các bạn. Bạn nào thích chơi gù gì thì cứ liên hệ với Facebook hoặc Zalo của shop theo đường link bên dưới nha. Cảm ơn các bạn nãy giờ đã theo dõi kênh UBS Show. Các bạn nhớ subscribe cho kênh luôn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.